chả biết thế nào mà lần đâu. Thôi, cứ bình tĩnh mà tìm. Xong rồi có gì gọi anh nhá. Anh làm đã. Em định trả anh ấy bộ quần áo này. Nói thật với anh ấy, cố gắng xin anh ấy ở lại làm để trừ dần vào lương. Mày học cao mày nghĩ ngắn đấy hả? Hoàn cảnh như anh em mình ấy, mượn đồ người khác xong về nói một câu xanh dần là anh ơi em là mất. Ai tin? Hả? Ai tin? Chỉ có người có tiền thì anh chủ có quyền phán xét. Rồi anh ấy lại nghĩ là mình lợi dụng lòng tốt của anh ấy. Có khi vừa phải đền lại còn mất việc. Xong ông ấy lại lên live stream, ông bolo ba la cái mồm lên thì có mà xấu mặt. Đã mượn đồ đi chơi người yêu rồi là mất. Đằng này không biết mất thật hay mất giả cơ. Đấy. Ba. Thế thì. Ba ơi. Dạ. Em đây. À. Anh. À. Xin chào hai ông em của anh. À, anh uống gì không để em vào lấy. À, thôi. Anh đang vội. Bạn anh đang chờ ngoài kia. Chuẩn bị lên Tây Bắc làm một chuyến tình nghĩa. À. Giúp người là giúp đời mà hai đứa. Vâng. Thế anh đi mấy ngày à? Anh đi khoảng 2-3 hôm anh về. Tách. Báo cáo tình hình đi. Thành công rực rỡ chứ. Này. Sao mặt nó ỉu xìu như thế? Chẳng có nhẽ tình yêu vừa mới đơm hoa lại hóa vàng rồi à? À. Tình yêu á, hoa nở toe toét rồi anh ạ. À. Hôm qua thanh niên là đi ăn đồ Tây, à, lạnh bụng, mật nước nhiều nên mặt không tươi được. À thế à? À Thành ơi, em là em trai của anh. Nó cũng đồng nghĩa với việc người yêu của em cũng là em gái của anh. Anh tính như thế này nhá. Sau cái chuyến tình nghĩa về, anh sẽ set up tổ chức một cái buổi liên hoan tại quán cà phê của anh. Anh sẽ mời luôn cả cái đội nghĩa tình của anh đến. Anh mời luôn cả các fan cứng đến luôn. Anh sẽ thông báo với mọi người rằng nhờ cái sự giúp đỡ của anh nên cái tình yêu của em ấy nó đã đơm hoa và chờ ngày kết trái. Được không? Thủ phấn nhỉ? Mày suốt ngày cái trêu đó. À đúng rồi, Thạch ơi, riêng về quần áo của anh ấy nhá, không những là kiêng nước, nó còn kiêng luôn cả son phấn. Lúc nào mà hai đứa mà giao bôi ý, thì né quần áo của anh ra, dính vào là không giặt được đâu. Còn riêng về cái đồng... Sao tay lại trống trơn thế kia? Ê anh ơi, hôm qua nó còn oá ra cả cái áo của anh cơ. Ôi chết. Em mang đi giặt khô là hơi rồi. Cậu rất cẩn thận. Ừ. Trong cái lúc mà chạy ra chạy vào nhà vệ sinh nhiều quá ấy, bó cần là tháo luôn đồng hồ, sợ nó va chạm với nước mà, để quên ở nhà vệ sinh. Ôi, thôi chết. Khổ. Như thế là miệng nôn chôn tháo đấy. Nhưng mà không sao em ạ. Khi mà bản thân chúng ta làm những cái việc đại nghĩa thì chắc chắn chúng ta sẽ không bao giờ thất bại. À, vì tình yêu mà chúng ta sẵn sàng làm tất cả, hiểu chưa? Thôi anh đi nhá. Anh dặn lần nữa này, riêng cái đồ của anh ấy là phải giữ cẩn thận, nhất là cái đồng hồ.
Nó ấy là hàng kỷ của Văn Cứng đấy. Hiểu chưa? Hả? Vâng. Làm việc tốt nhá. Anh yên tâm. Dạ. Này, anh vừa cứu chú một bàn thua phút 90 nhé. Em xin. Còn mấy ngày nữa thì tính toán là xử lý cái việc này như thế nào đi. Hôm nay anh mấy chục anh đi sẽ biết được rồi. Cầm xong rồi xem mà vay mượn đâu rồi lo đền cho anh chủ cái đồng hồ. Cầm đi, ngại cái gì? Lúc anh khó khăn chú cho anh mượn hẳn 150 làm gì? Cứ bình tĩnh và giải quyết. Anh Nghĩa, hả? Anh để em kéo cho, ai lại thế? Phải để anh kéo thử chứ, em còn kéo được, huống hồ gì đấy anh? Kể vã vội ra đây này. Bố khỉ còn lươn lươn kìa, chỉ dòi chăn dài. Sau này đầu thai có mà 5-7 đời chồng không hết. Quản tranh nhé. Lươn lươn. Hai, đóng ngừa thôi. Nhìn lại đầu tóc người.